Chào bạn đọc, tôi tên là Đinh Thị Thinh, là thành viên đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến. Bạn đọc thân mến, từ xa xưa, con người đã biết đến sự kỳ diệu của sách. Sách cung cấp cho chúng ta những hiểu biết, những tri thức về mọi lĩnh vực của đời sống. Sách giúp con người vươn tới ước mơ, khát vọng cũng như cống hiến của mình cho xã hội. Đọc một quyển sách hay, ta được bồi đắp thêm về tâm hồn, tình cảm, biết phần chưa hoàn thiện trong con người mình để phấn đấu rèn luyện, cũng như biết được những thành tựu của thế hệ đi trước để phấn đấu vươn lên. Khi nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa, mỗi con người Việt Nam đều hình dung đến những hòn đảo giàu đẹp, mỹ lệ, thiêng liêng của đất nước. Hoàng Sa, Trường Sa là hai quần đảo nằm giữa Biển Đông như tấm lá chắn cho các dãy đất liền, nằm ở dọc bờ biển nước ta, từ Quảng Trị đến Cà Mau. Đó là phần lãnh thổ mà các thế hệ người Việt tiếp nối nhau, vượt qua sông Đáo đến với Tại Dương để khám phá, khai khẩn những vùng đất mới, tạo nên dáng hình tổ quốc hôm nay. Và đó cũng là nơi thể hiện khát vọng vươn xa, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam mà thế hệ hôm nay và mai sau phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Quyển sách Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay tổ quốc tập 1 với nhan đề Nơi đầu sóng ngọn gió do Hồng Châu và Minh Tân tuyển chọn giới thiệu, được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2016. Sách dày 311 trang, khổ sách 16 x 24 cm, với giá thành là 159.000 đồng. Sách nằm trong tủ sách Biển đảo Việt Nam với nhiều hình ảnh tư liệu trắng đen, hình màu minh họa cho các bài viết thêm sinh động. Quyển sách Hoàng Sa, Trường Sa được chia làm 4 phần lớn. Phần 1, tiếng gọi từ Hoàng Sa. Phần 2, Trường Sa ngày gió cát. Phần 3, vòng tròn bất tử. Phần 4, tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ chúng ta hãy cùng lật mở từng trang sách để tìm hiểu nhé. Phần 1, tiếng gọi từ Hoàng Sa gồm 12 câu chuyện ngắn. Mỗi câu chuyện là những kỷ niệm vui buồn, những cuộc mưu sinh, nêu bật quá trình xây dựng, gìn giữ Hoàng Sa của những người con đất Việt, những người từng sinh sống, làm việc và chiến đấu ở Hoàng Sa. Giờ tuổi đã cao, song họ vẫn còn lưu giữ những ký ức tốt đẹp, sống động về vùng biển đảo thân yêu. Trong mỗi câu chuyện có âm thanh của biển trời, sóng nước Hoàng Sa, biển đảo của ông cha. Rời Hoàng Sa, chúng ta đến với Trường Sa trong phần 2, Trường Sa ngày gió cát. Với 6 câu chuyện tuy ngắn nhưng cũng đủ khắc họa cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ của quân và dân trên hòn đảo này. Thời tiết Trường Sa vô cùng khắc nghiệt, không chỉ sóng to, gió lớn, bão bùng. Những ngày đẹp trời ở Trường Sa là cái nắng chói chang, gay gắt, cũng là thử thách đối với những người xây đảo. Tuy nhiên, họ vẫn kiên trì bám đảo, sẵn sàng đương đầu với sóng to, gió lớn, giữ chặt tay súng để kiên cường với ý chí, khát vọng cống hiến sức lực, xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Phần 3, vòng tròn bất tử. Ngày 14 tháng 3 năm 2022 là ngày kỷ niệm 34 năm cuộc chiến đấu trên vùng biển Cô Linh, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của những hải quân chiến sĩ Việt Nam. Đảo Gạc Ma bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép từ ngày đó. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam đã quay thành vòng tròn để bảo vệ ngọn cờ, tạo nên một vòng tròn bất tử. 64 người lính hải quân năm ấy đã lấy máu mình tô thắm lá cờ tổ quốc. Sự hy sinh của các anh là những huyền thoại bất tử, như vòng tròn bất tử giữa trùng khơi. Trận chiến anh liệt 34 năm trước đã lùi vào quá khứ. Có những người nằm lại vĩnh viễn với biển cả ở tuổi đôi mươi. Có những người vẫn tiếp tục gắn bó với biển đảo. Tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, luôn cháy lên khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo của các anh, đã trở thành những tượng đài bất tử trong công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Phần 3 này gồm 16 bài viết, trong đó có cả những bài viết của những người lính đã từng tham gia trận hải chiến 34 năm trước. Các bạn hãy đọc và cảm nhận nhé. Phần 4, Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Đến với phần 4 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giàn khoan DK1 bằng lao động sáng tạo và biết bao mồ hôi công sức. Những nhà khoa học Việt Nam yêu Tổ quốc đã khát khao cống hiến trí tuệ, công sức góp phần tạo nên một diện mạo mới cho khái niệm phên dậu cho nước nhà trên biển Đông. Cuộc sống của những người lính nơi đây diễn ra như thế nào? Hay các bạn muốn tìm hiểu về những người gieo mầu xanh cho vùng đảo khô cằn, sỏi đá cát trắng nắng vàng? Tìm hiểu về sự học nơi đảo xa? Hay đơn giản chỉ là tìm hiểu về cuộc sống của những người bình dị ở Trường Sa? Tất cả đều có trong 23 bài viết ở phần 4 này. Các bạn thân mến, những cuộc vận động, những chương trình của Triệu Triệu Tấm Lòng hướng về biển đảo quê hương, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cả nước hướng về Hoàng Sa, Trường Sa như một mệnh lệnh của trái tim. Chúng ta hãy lật mở từng trang sách để bổ sung vốn kiến thức về đời sống của ngư dân và chiến sĩ ở Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, nơi biển đảo nói chung. Chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó có ý thức và nâng cao trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với công cuộc bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Bạn hãy dành thời gian để đọc và cảm nhận quyển sách Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc tập 1. Hiện nay, Thư viện cũng có tập 2 với nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn, những người luôn dành tình yêu vĩ đại cho Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp. Thông qua cuốn sách, tôi muốn gửi gắm tới bạn đọc một tinh thần khát khao cống hiến trí tuệ và sức lực của con người Việt Nam, một tinh thần bất diệt và vĩ đại trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khi bạn biết cống hiến là khi bạn đã thực sự trưởng thành, bạn biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của cá nhân. Bạn biết không, mỗi hành động mà bạn cống hiến giống như gieo một hạt mầm vào cuộc đời đầy màu mỡ. Chắc chắn nó sẽ đơm hoa kết trái cho chúng ta hoa thơm quả ngọt. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết, đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc quyển sách này. Xin chào và hẹn gặp lại.